9 10 11 12 13 14 15 16 Rồi, 8 9 20 21 22 23 25 26 27 28 29 là chúng ta 3. Tầng 2 là 2, tầng cuối cùng là 1, tức là 3 2 1, 4 2 1 hoặc là 3 2 1 tùy chúng ta. Cuối cùng nữa, tức tầng thiếu người phải không? 2 2 1. Cũng được ha. Rồi cuối cùng nữa, còn thiếu người nữa, 1 1 1. Cuối cùng nữa, thiếu người nữa, 1 1. Không được ha. Phải là 3 tầng, 3 tầng, tức là 6 chúng ta có 3 tầng. Rồi. Là 2 tầng về mà cho lên 1 tầng luôn. Và 3 được lên 1 tầng luôn. Ok ok ok. Nhưng mà lên tầng 4 nữa nha. Yeah!